Lộ Thiên Binh đa vũ trụ, ta sẽ không quên mối thù này. Cuối cùng sau bao nhiêu cực khổ, mình cũng đã xuyên không tìm được một tên đàn ông rồi. Này, hãy làm chồng của ta, ta sẽ giúp ngươi sống lại. Hả? Cái gì thế này? Ngươi là ai? Ngươi định làm gì ta? Đừng sợ, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Ta là một PC vua mạnh đến từ thế giới tương lai. Nhưng ở thời điểm đó, không có đàn ông để duy trì nòi giống. Ta đã xuyên không về quá khứ để tìm một người chồng cho ta những đứa con. Hả? Nhưng mà... Wow! Thời giới này đã xuất hiện những Skibidi đàn ông rồi. Mau bắt hắn lại. Chắc chắn hắn sẽ có rất nhiều giá trị với chúng ta. Cái lũ quái quỷ gì thế này? Mau tránh xa ta ra. Ta phải đi tìm cánh cổng xuyên không để về quá khứ tìm cha của ta. Ta không muốn đôi co các ngươi tại đây. Mẹ kim, thứ PC đàn ông đó sao mạnh dữ vậy? Chết tiệt, nó giết chết động lợi của chúng ta rồi. Mau bao quay nó lại, bắt bằng được đó. Chết đi lũ khốn kiếp, ta không đụng chạm các ngươi lại đòi bắt ta. Vậy thì hãy tới đây hết đi, ta sẽ cho các ngươi xuống địa ngục luôn một thế. Chết tiệt, thứ đó đi tìm cánh cổng thời gian. Mau phá hủy cánh cổng thời gian, đừng cho nó đi xuyên qua. Cái gì cánh cổng thời gian à? Nó đằng kia. Lũ chết tiệt, các ngươi không được quyền đụng vào đó. Ta sẽ giết hết các ngươi. Hay lắm. Được rồi, nhanh chóng xuyên không về quá khứ tìm cha của mình thôi. Đây không lẽ là quá khứ? Đau quá. Có ai giúp tôi không? Gì thế này? Này, Ngươi có biết cha ta là ai hay không? Làm ơn chỉ cho ta biết đi. Ta không biết cha của ngươi là ai. Nhưng thế giới này đang bị lũ chiến binh đa vũ trụ thanh tẩy, chắc chắn cha con người cũng bị bọn chúng giết chết. Cái gì chứ cha ta đang lâm nguy à? Vậy bây giờ ta phải làm sao? Hay giết lũ chiến binh bảo vệ đa vũ trụ. Ta sẽ cho người cơ thể ta để người hấp thụ dinh dưỡng. Cái gì? Được rồi, ta sẽ ngăn chặn tiêu diệt lũ khốn kiếp đó để trả thù cho ngươi và cứu lấy cha ta. Mình lớn rồi, nhanh chóng lên đường nào. Mau, nhanh lên, mau chia ra, tìm bằng được dấu vết của tên Speaker bóng tối chống lại các chiến binh đa vũ trụ đó. Không được cho hắn sống sót,
hắn là mối nguy họ cho hành tinh này. Trời, trời, cha đang ở đâu? Hả? Này, này, các người có phải là cha của ta hay không? Hay là các người có thấy ông ấy ở đâu hay không? Làm ơn chỉ cho ta với. Tình chết tiệt nào vậy? Mau đi chỗ khác chơi đi. Bọn ta đang truy lùng một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hắn là Super Speaker bóng tối. Người lạng quạng ở đây, coi chừng mất mạng bây giờ. Cái gì chứ? Là một Super Titan Speaker bóng tối à? Sao mình nghe cái tên này quen quá vậy? Có khi nào đó chính là cha của mình hay không? Vậy thì không hay rồi. Lục Ô Kim, các ngươi mau dừng lại. Ta không cho phép các ngươi làm hại cha của ta đâu. Ngươi nói cái gì? Đó là cha của ngươi à? Vậy thì con của hắn bọn ta cũng không tha. Bọn ta đại diện cho công lý chính nghĩa, đại diện cho các chiến binh đá vũ trụ tiên diệt ngươi. Cha của ta đã làm gì sai mà tại sao các ngươi đuổi cùng giết tận ông ấy? Hắn không những sai mà còn vô cùng độc ác. Bọn ta phải ra tay thanh trừ hắn để trừ hậu họa sau này. Các ngươi nói cái gì chứ? Các ngươi nói cái gì chứ? Cha của ta không sai. Cha của ta sẽ không sai. Chính các ngươi sai. Các ngươi ép bọn mày tới mất đường cùng. Vậy thì ta sẽ thay mặt cha ta chống lại các ngươi, giết chết các ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là một PC man. Ta đến từ tương lai. Ta tới đây để tìm cha ta. Trời, trời, cha ở gần đây phải không? Mau trả lời con đi. Đằng trước dường như có ai đó. Là một tay tành đầu lo. Đen thui. Không lẽ chính là Smith có bóng tối? Cha của mình hay sao? Này, trời. Người là ai? Sao gọi ta là cha chứ? Cha đừng sợ. Con không phải là lũ chiến binh đa vũ trụ gì đó đâu. Con là con của cha nè. Cha còn nhớ mẹ của con là một PC vô mình đến từ tương lai, rồi sau đó ăn nằm với cha một đêm, kết quả để ra con nè. Cái gì? Mụ PC vô mình đó à? Mụ ta đã có thai và để con cho ta. Thật không ngờ. À đúng rồi, vậy là ngươi là con của ta. Bỏ chạy đi, lũ chiến binh đa vũ trụ còn ở đây đó. Nếu bọn chúng biết ngươi là con của ta, bọn chúng sẽ không tha cho ngươi đâu. Con không sợ. Con đã tới đây rồi. Con sẽ đối đầu với bọn chúng, giết chết bọn chúng, thậm chí xé xác bọn chúng. Đây có phải là một kẻ trong chiến binh đa vũ trụ đã làm hại cha không? Đúng vậy. Ta và hắn đã có một cuộc giao tranh. Ta đã hạ được tên tài thành Real Man đó. Vậy thì con sẽ phanh da sẽ thịt hắn. Rồi. Gì thế này? Người của con đã biến thành một Super Titan PC bóng tối rồi à? Hay lắm. Chà cứ ở đây nghỉ ngơi. Lũ chiến binh đa vũ trụ con sẽ càng quét sạch sẽ. Đây, các đồng đội, có chi Titan thủ lĩnh, ngài đang ở đâu? Sao mọi người mất tích hết rồi? Thật khôn kiếp chiến binh đa vũ trụ kia, mau dừng lại. Kẻ nào vậy? Ta chính là Super Titan PC Man Dad đây. Con trai của Super Speaker bóng tối. Mày kiếm cái gì chứ? Hắn có con à? Chết tiệt, chắc chắn người tới đây không có gì tốt lành rồi. Người cũng giống như thằng cha của mình, rất độc ác. Vậy thì ta sẽ kết thúc luôn ngươi. Cảm ơn. Cha ta không độc ác, chính các ngươi ép ông ấy phải làm như vậy. Cha ta có nỗi khổ riêng mà các ngươi không lắng nghe ông ấy. Các ngươi luôn làm theo lý lẽ của mình. Cái gì mà công lý chính nghĩa, cái gì mà bảo vệ đa vũ trụ chứ? Hôm nay ta sẽ tàn sát hết tất cả, thay đổi cả thế giới này. Mẹ kiếp, đủ tài thành bóng tối các ngươi không có gì là tốt đẹp cả. Các ngươi quên rằng bọn ta có thủ lĩnh là con trí tài thành. Ngày ấy đã đạt được trạng thái con thần thánh. Ngươi không bao giờ chống lại ngày ấy được đâu. Các ngươi tự cho mình là ánh sáng, còn bọn ta là bóng tối. Được lắm. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của tài thành bóng tối là như thế nào. Chết đi.